hầm Hải Vân từ khi vận hành đã cấm xe máy lưu thông. Vậy nhưng theo thống kê của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, đơn vị quản lý, vận hành, năm 2023 có 16 trường hợp xe máy chạy vào hầm và 6 tháng đầu năm 2024 có 7 trường hợp. Theo đơn vị vận hành, có người đi xe máy nhầm đường, đi theo hướng dẫn bản đồ chỉ đường hoặc cố tình. Như người lái xe máy biển kiểm soát 76D1, liên tục bất chấp biển báo, thông chốt kiểm soát để chạy vào hầm. Vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 2 tháng 5, người lái xe máy biển kiểm soát 76D1 cố tình vượt chốt kiểm soát phía nam trước khi vào hầm Hải Vân 2. Khi bảo vệ ngăn chặn ở đầu cửa hầm thì xe máy này vẫn chạy với tốc độ cao để vượt và cố tình vào hầm. Ít phút sau, xe này ra khỏi hầm nhưng vẫn liều lĩnh, tông thẳng vào lực lượng cứu nạn, cứu hộ hầm để di chuyển. Chiều hôm sau, người đi xe máy trên quay lại theo hướng bắc, nam, vượt chốt kiểm soát ở phía bắc để đi vào hầm thì bị tuyết còi chặn lại. Thế nhưng đến 2 giờ 28 phút ngày 4 tháng 5, người này tiếp tục đi xe máy quay lại vượt chốt kiểm soát phía bắc để vào hầm và cố tình lao vào bảo vệ khi bị chặn. Trung tâm điều hành triển khai người chặn ở cửa hầm phía nam. Khi xe này ra khỏi hầm thì chạy tốc độ cao, lao thẳng vào những người đang làm nhiệm vụ tại đây. Quá trình đi trong hầm, xe máy 76D1 chạy tốc độ cao, lạng lách, vượt các ô tô trong hầm, tạo ra các tình huống giao thông nguy hiểm. Đơn vị vận hành cho biết đã và đang tăng cường các biện pháp lắp đặt thêm biển báo, tăng cường nhân sự trực chốt, đẩy mạnh tuyên truyền.